Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên cho nhân dân vui Tết đón xuân, năm nay Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách tại địa bàn đóng quân. Phóng sự thực hiện tại xã Lộc Vĩnh, một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Phú Lộc. Ngay từ sáng sớm, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã tiêu tiêu tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây để tham dự chương trình Xuân biên phòng do đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh tổ chức, để người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn. Hơn 50 suất quà Tết đã được cán bộ chiến sĩ trao tận tay người dân biên giới biển. Tôi đại diện cho các hộ gia đình được nhận món quà ngày hôm nay thì món quà rất là ý nghĩa và được trong đó là có cái sự quan tâm của đồn biên phòng đối với bà con khó khăn trong cái dịp Tết này và giúp bà con có một cái Tết được ấm no vui vẻ hơn. Không chỉ có các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp này đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây còn trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh được đỡ đầu trong chương trình nâng bước em tới trường, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Hàng tháng cháu được các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ học tập, Tết này cháu được các chú tặng món quà ý nghĩa này cháu cảm thấy rất là vui, cháu rất là biết ơn và cháu hứa là sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng các chú đã giúp đỡ. Lộc Vĩnh là một trong những xã biên giới biển còn nhiều khó khăn của huyện Phú Lộc. Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt ven biển. Do hàng năm phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 2.213 hộ, trong đó có 196 hộ nghèo và cận nghèo. Để chung tay chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã huy động mọi nguồn lực để trao tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm tặng quà ba mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã mang đến những cái phần quà có ý nghĩa rất là thiết thực, đã động viên chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống của đồng bào ở biên giới, đặc biệt là xã Lộc Vĩnh chúng tôi. Qua đó cũng là chia sẻ tiếp thêm động lực cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện về vật chất và tinh thần để tiếp tục đến trường. Những phần quà thiết thực ý nghĩa này không chỉ góp phần cùng với các cấp các ngành địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn, mà nó còn thể hiện tấm lòng tình cảm của cán bộ chiến sĩ gửi tới nhân dân biên giới nhằm chia sẻ động viên góp phần để nhân dân có cái Tết thêm ấm no vui tươi.